Bích Phương kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 9 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phóng sự Picnic hè hội cựu học sinh bên Suối Ký do Bích Phương và Đào Thanh Vân thực hiện. Phường của SBTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính chúc quý vị, hội ái hữu bên Suối Ký miền Đông Hoa Kỳ đã có một buổi picnic tại thành phố Arlington, Virginia vào ngày Chủ nhật 1 tháng 9 2019. Ngày Chủ nhật 1 tây tháng 9, 2019, tại Upton Hill Regional Park, thành phố Arlington, Virginia, bầu trời tuy không có nắng và những mảng mây xám trên cao ngỡ như cơn mưa hạ sẽ đến, nhưng ông trời không phụ lòng của hơn 150 người của những gia đình hội về Suối Ký miền Đông Hoa Kỳ cũng như quý thân hữu. Và rất nhiều người đã quý mến hội đều đến chung vui trong ngày picnic của những ngày hè còn lại. Được biết, ông Chu Bách Tường là người sáng lập xã hội ái hữu bên Suối Ký miền Đông Hoa Kỳ và nha sĩ bác sĩ Phạm Hữu Anh là tân hội trưởng đã gửi những lời chia sẻ chân thành cảm ơn và rất hân hạnh cảm kích mọi người đã đến đông đủ, đã đóng góp về ẩm thực cũng như tài chánh để giúp hội vẫn tiếp tục sinh hoạt và tổ chức những buổi họp mặt. Ông cũng tường trình hội vừa có cuộc bầu cử, sau mỗi hai kỳ là có một chủ tịch mới. Ông Phạm Hữu Anh chia sẻ. Thì hội Bên Suối Ký chúng tôi rất là ghi ơn tất cả các bậc tiền bối và cũng như các thầy cô của trường Bên Suối Ký, và chúng tôi luôn luôn ghi nhớ hai câu châm ngôn là khổng mạnh, cương thường, lưu khắc cốt, Âu Châu khoa học, yếu minh tâm. Đó là giúp con người học trò của trường học Bên Suối Ký cũng như nói riêng, cũng như là tất cả các học sinh của chính thể Việt Nam Cộng Hòa nói chung là lúc nào cũng phải bồi dưỡng cả thân và tâm, nhất là về cương thường đạo lý và về tiến triển về con đường khoa học. Chúng tôi Nguyễn Quang Đặng, thủ quỹ của hội Bên Suối Ký, bây giờ là vào mùa thu thì chúng tôi có tổ chức hàng năm một cái buổi picnic để mà họp mặt tất cả các anh em trong hội Bên Suối Ký cũng như là thân hữu cũng như là các đoàn thể ở trong vùng, thì có một cái dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có tổ chức tất niên hàng năm, và đồng thời thì hai năm chúng tôi có tổ chức đại hội Bên Suối Ký toàn quốc ở các nơi về tham dự. Đó là những cái sinh hoạt của hội Bên Suối Ký chúng tôi. Chúng tôi là Hà Văn Sang, là phó hội trưởng ngoại vụ của hội Bên Suối Ký miền Đông Hoa Kỳ ở đây. Thì nhân tiện cái picnic hôm nay, chúng tôi thấy rất là đông người đến dự là một niềm hãnh diện cho hội của Bên Suối Ký chúng tôi. Và như trong năm qua thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động thông thường, mỗi năm hai lần picnic và tiệc xuân cũng như mùa thu. Nhưng mà anh đã nói rồi, thì chúng tôi xin cho biết sơ là vào tháng 6 rồi thì hội chúng tôi đã tiễn đưa bác sĩ hậu viên, bác sĩ Trương Tính Huy, ông đã ra đi vĩnh viễn. Và ngày 21 tháng 7 thì chúng tôi có hội họp lại để mà bầu ban chấp hành mới của nhiệm kỳ 19-21. Thì anh dược sĩ, anh nha sĩ cũng là bác sĩ Phạm Hữu Anh cũng đã tái đắc cử lại, và chúng tôi cũng ở trong cái ban chấp hành đó như mấy năm rồi. Và chúng tôi cũng cố gắng để làm cho cái hội Bên Suối Ký một ngày càng tiến bộ hơn, và chúng sát cánh với anh em cũng như những cái hội đồng bạn cũng như là tất cả những cái hội Gia Long, hội Trương Dương và các cái hội khác chung một mối của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở tại địa phương này. Được biết, Bên Suối Ký là một trong những trường giỏi nhất ở Sài Gòn
Và vì vậy, thi đậu vào Đệ Thất Bezriki là cả một kỳ công. Những cậu năm sinh của trường Bezriki hay đi lạc đến trước những cổng trường nữ trung học Gia Long và Trưng Vương. Vì thế, trong buổi picnic ngày hôm nay, những kỷ niệm thật khó quên, dễ thương khi xưa giữa các chàng học sinh trường Bezriki và các nữ sinh Gia Long Trưng Vương được kể lại sau đây. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là cựu và hội trưởng của Gia Long. Kính thưa hai cô, chân tình của hội Gia Long dành cho hội Bezriki nó khăng khít như thế nào? Thưa Bích Phượng, cái tình của Gia Long với Bezriki rất là sâu sắc, là chẳng những cho cá nhân riêng của mình và nhưng mà là cũng là cho trường học riêng cho nói chung. Thì không có cái đó là cái chuyện tự nhiên từ Việt Nam nó tới qua, nó theo qua Mỹ này như vậy. Riêng gia đình của mình thì cũng đã có hai người, một người anh, người em cũng đã có học Bezriki, thành ra lúc nào cũng ủng hộ Bezriki 100%. Bezriki rất là nhiều người đã hồi xưa đó thì đứng trực chờ bên trường cửa trường Gia Long, rồi sau đó thì thành là rễ Gia Long, cho nên bây giờ đó Bezriki và Gia Long lúc nào cũng sát cánh bên nhau hết. Chúng tôi thì mặc dù là cá nhân tôi không có được gọi là thương anh nào Bezriki hết, nhưng mà đó thì nghe nói Bezriki là lúc nào tụi này cũng ủng hộ hết. Gia Long không những ủng hộ tinh thần, vật chất, tôi muốn nói như thế này, tức nghĩa là có cái gì cần thì tụi tôi sẽ phụ 100%. Kính thưa quý vị, đứng cạnh bên Bích Phượng là các cựu nữ sinh của hai trường nổi tiếng của Việt Nam là Trưng Vương và Gia Long. Kính thưa các cô, được biết Gia Long có những rễ là Bezriki, vậy thì Trưng Vương có những ai là rễ của Bezriki của miền Đông Hoa Kỳ hay không? Chưa biết, để hỏi lại ha, nhưng mà dầu là có rễ là Bezriki hay không, nhưng mà Trưng Vương lúc nào cũng ủng hộ Bezriki. Ngay từ lúc Bezriki mà vực dậy ha và ra mắt ban chấp hành là Trưng Vương đã có mặt ngay đó, cũng như lúc nào cũng ủng hộ Gia Long vậy đó. Thành ra không cần phải có rễ Bezriki mới ủng hộ Bezriki nha. Thưa cô Hồng Thủy, có lời gì gửi đến cho hội Bezriki hay những chàng trai mà đẹp trai khi xưa hay đứng trước cổng trường? Dạ, tôi nhớ lại cái thời mà chúng tôi đi học á, thì trước cổng trường Trưng Vương đó là không phải chỉ có Chu Văn An mà Bezriki mà rất nhiều, Võ Trường Toàn, rất bây giờ không thể nhớ hết, và tôi cũng biết là có rất nhiều Trưng Vương ở khắp nơi có chồng là Bezriki. Vậy thì có cần thiết mà có nhiều cây si Bezriki với Trưng Vương lắm, có cần thiết phải kể tên ra không? Dài quá kể không có đủ thì giờ thôi đừng, tại vì đôi khi cái người vợ của người ta bây giờ người ta đâu có muốn biết cái chuyện đó, thôi đừng kể nữa. Mình biết với ngày xưa là vui rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự buổi picnic của hội ái hữu Bezriki miền Đông Hoa Kỳ. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Con là người Việt không, chớ quên đi sự tôn thông. Đừng vì tiền vì danh, đem đánh đổi ngàn năm tâm tôi. Rồi lịch sử phán xét công bằng, kẻ gian dối với ai chân thành. Mình là người Việt Nam, mình luôn luôn sống sao cho trọn. Giờ mình cùng bên nhau đứng lên đi về tự do, dù đường dài cam go ta cứ đi tìm rồi sẽ có. Giọt nước mắt đôi lấy nụ cười, giọt mồ hôi đắp xây cuộc đời. Một cuộc đời đẹp tươi, tự do cho tất cả mọi người. Một cuộc đời đẹp tươi,